Xin hỏi nhà thuốc là ba tôi đang bị suy thận giai đoạn cuối và đang chạy thận chu kỳ 1 tuần 3 lần. Đồng thời thì ông cũng mắc thêm bệnh viêm gan B và viêm gan C. Nay tôi đọc thấy sản phẩm cây an xoa điều trị được bệnh viêm gan. Vậy tình trạng của ba tôi như vậy thì có uống được cây an xoa hay không? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bệnh viêm gan B và bệnh viêm gan C là căn bệnh hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Hiện nay thì tất cả các giải pháp điều trị bệnh viêm gan B, viêm gan C đều chủ yếu là dừng lại ở mức độ khống chế lượng virus viêm gan B ở mức thấp nhất và làm giảm nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ba bạn là bị suy thận giai đoạn cuối nên giải pháp điều trị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn cho người bệnh. Trường hợp của ba bạn thì không nên sử dụng cây an xoa mà nên sử dụng bài thuốc từ cây cà gai leo kết hợp với cây xạ đen. Liều dùng như sau: cây cà gai leo 20g, cây xạ đen 20g, sắc với 1 lít nước, sắc cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm nhiều lần cho bệnh nhân uống trong ngày. Cây cà gai leo là một vị thuốc có tác dụng tăng cường chức năng gan và giải độc cho cơ thể rất là tốt. Cây xạ đen là một vị thuốc kháng viêm, tăng cường sức đề kháng. Bởi vậy thì trường hợp của ba bạn thì nên chọn giải pháp là sử dụng cây cà gai leo kết hợp với cây xạ đen thì sẽ cho hiệu quả cao hơn. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.